Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mất an toàn giao thông tại ngã tư Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa. Tỉnh Thanh Hóa thực hiện lộ trình chuyển đổi xe điện 4 bánh. Thời gian vừa qua, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa, nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra. Ngã tư Hoàng Minh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa là một điểm nút của tuyến quốc lộ 1A giao nhau với đường liên xã, hàng ngày có tới hàng nghìn lượt xe đi qua. Nhưng tại đây, đèn xanh đỏ thường xuyên mất tín hiệu, lại không có cảnh sát phân luồng giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm khi công nhân của khu công nghiệp Hoàng Long đi làm và học sinh đi học. Những bất cập trên dẫn tới việc người tham gia giao thông khó nhận biết để di chuyển và các vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều là điều khó tránh khỏi. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải và với các lực lượng chức năng cần sớm có giải pháp xử lý điểm đen trên, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy hoạch chợ Phú Sơn thì từ ngày 26 tháng 9 năm 2019, toàn bộ các tiểu thương đang hoạt động tại khu vực chợ cóc Phú Thứ phải vào hoạt động buôn bán trong chợ đã quy hoạch. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh vẫn buôn bán tại khu vực chợ cũ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Được biết, các hộ kinh doanh buôn bán tại chợ Cóc Phú Thứ đã thực hiện việc bốc thăm để thuê các gian hàng trong chợ Phú Sơn và kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2019, các hộ này bắt buộc phải hoạt động trong khu vực chợ đã quy hoạch. Tuy nhiên, nhiều ngày trở lại đây, vào giờ tân tầm buổi chiều, một số hộ dân vẫn bày bán hàng hóa ngay trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng tái lấn chiếm họp chợ trở lại, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thành phố cần giải tỏa ngay việc họp chợ trái phép và có biện pháp xử lý đối với những hộ cố tình vi phạm. Thực hiện quyết định số 06 ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lộ trình thay thế xe điện mới đảm bảo tiêu chuẩn đăng ký, đăng kiểm, các doanh nghiệp xe điện trong tỉnh đã và đang chuẩn bị 100% số lượng xe điện đảm bảo chất lượng hoạt động theo đúng quy định của nhà nước. Ngày 9 tháng 3 năm 2018, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành quyết định số 06 về việc quy định tổ chức quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, xe điện chưa đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm hoạt động trước ngày thông tư số 86 có hiệu lực thì sau ngày 31 tháng 12 năm 2019 không được phép hoạt động. Về lộ trình thay thế xe, năm 2018 thay thế 40% số xe của từng đơn vị, năm 2019 thay thế 60% hiện nay toàn tỉnh có 3 địa phương là thành phố Sầm Sơn, Hoàng Hóa và Cẩm Thủy, với 11 đơn vị được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh với tổng số 664 xe. Theo thống kê, đến thời điểm này, các doanh nghiệp xe điện đã đảm bảo thay thế được 40% trong tổng số xe theo quy định. Còn lại 60% các doanh nghiệp đang khẩn trương mua mới hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đảm bảo hoàn thành trong tháng 11 năm 2019. Chúng tôi chỉ đề xuất là các ban ngành, các cấp cố gắng như thế nào để các cái xe dù bến cóc như vậy là dẹp bớt đi để cho chúng tôi được hoạt động cho là được lành mạnh. Bên cạnh việc hoàn tất thay thế xe điện mới đạt tiêu chuẩn chất lượng, các doanh nghiệp cũng ký cam kết tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh chở khách du lịch, đồng thời tuyên truyền cho đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn khi chở khách du lịch. Theo quy định của nhà nước thì Minh Quang Phát cho đến giờ này thì cũng đã thực hiện đầy đủ các cái đầu xe và cũng đã có đăng ký đăng kiểm đầy đủ và đường ngũ lái xe cũng đã chấp hành theo quy định của nhà nước như công ty đề ra. Việc quy định lộ trình thay thế xe điện đảm bảo chất lượng là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động, chấn chỉnh những tồn tại bất cập trước đây, góp phần thay đổi diện mạo du lịch tại các địa phương trong tỉnh. Để việc chuyển đổi đúng lộ trình đã đề ra, các doanh nghiệp mong muốn địa phương và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.